only surveyed for 150 people and 87% agree agriculture plays a huge and irreplaceable role in human life, but only 7 people have full awareness of issues. 80.1% think that the problem is government hasn't released strict laws to punish offenders. Interestingly, more than half the people think that the food price is fair, and only a few of them don't agree with that. To be more reliable, let's see our expert who has 5 years in agriculture industry talk about the vision and perspective of Vietnam about the issue. Mình nói khách quan thì chúng ta, Việt Nam ta đã có những cái quy định rồi ra những cái bộ luật, thông tư, hướng dẫn. Tận bây giờ thì là bắt đầu lên chủ nghĩa xã hội là phát triển. Thế nhưng vì cái nhận thức của người nông dân chúng ta còn phải nói khách quan là còn hạn chế. Và cái thứ hai nữa là về cái công nghệ thông tin của người nông dân đưa những cái thông tin đến cho người dân, cho người nông dân về những cái luật rồi về những cái quy định là còn khó khăn. Vì tỷ lệ dân số của chúng ta bị, nói cái này một điều hơi đáng buồn, là bị bệnh nan y, ví dụ như ở cơ quan giám sát quản lý chất lượng giám sát cái vấn đề này cũng còn nhiều. Let's see what the word action and perspective about the issues. Throughout the Sustainable Agriculture Plan, many developing countries have a number of achievements and are also willing to help others. For example, FDI has brought a new wave for the world by putting high standard quality of products, which bring positive pressure for businesses to improve technology and business organization methods to meet market requirements. They are also manufacturing the most advanced technologies, less polluting and efficient use of agricultural resources. This proves that people overseas are considering the problem seriously. Nhưng mà nếu mà nói là ngày xưa ấy, thì như đây bác đã phân tích lúc đầu ấy, thì nông nghiệp xưa của cụ mình ấy, là nông nghiệp nhỏ lẻ, sản xuất thì thô sơ, công cụ dụng cụ của chúng ta thì còn không có. Ví dụ như là muốn làm cày bừa lên một mảnh ruộng, chúng ta sử dụng trâu mình bò, và có người nông dân cầm cày đi sau này để chúng ta trồng cấy. Nhưng bây giờ thì khác. Và ngày xưa ấy thì cái nhỏ lẻ đấy nó dẫn đến là rất là tốn kém, tốn nhiều thứ lắm, tốn công này, tốn cả đất. Thế thay vì bây giờ ấy thì khác, ngày xưa là nhỏ lẻ như thế, chúng ta cả một cái trang trại rộng lớn mênh mông như thế này, cả một trang trại mênh mông như thế, không có cái vách ngăn như thế thì là chúng ta đã tiết kiệm bằng lấy đất rồi, đúng không? Thế và khi chúng ta đi cấy hái thì cả một cái máy bừa nó chạy từ điểm A đến điểm B để cuối cùng nó đi một đường có khi mất hàng 15-20 phút, trong lại quay lại cũng như thế, thì nó năng suất lao động sẽ tốt hơn rất là nhiều. Thế và đến khi mà ta bơm nước vào cả một cánh đồng ruộng như thế, khi mà chúng ta trồng cấy như thế, thì là khi mà chúng ta đi tưới tắm cho nhỏ thì nhiều nhà là hôm nay tưới bên cạnh ruộng nhà khác vẫn khô. Đấy. Thế cũng dẫn đến một cái chuyện rất là dở, là khi mà thu hoạch có rất nhiều nhà ấy, thì lại lúa chín rồi, mà nhà kia nó lại chưa có lúa. Thế thì nó ảnh hưởng đến gì các cháu? Cái thuốc trừ sâu nó lại lệch nhau để tiêu diệt sâu bỏ. Rồi cái quan trọng nữa là chuột. Thế thì nhà này mới chín, ông chuột ông ra ông chén. Nhà kia bắt đầu mới lại chín thì ông ăn được vây vòng. Còn nếu mà công nghệ sản xuất bây giờ đồng loạt cả một cánh đồng mênh mông thế, nó chín chín hàng loạt, đúng không? Mình gặt hái hàng loạt, cái thời gian nó chỉ thế thôi. Nhưng mà nói thế thôi, nhưng mà bù lại được cái gì? Như bác nói ban đầu,
là sản phẩm của nó phải tuyệt vời. Thế nhưng mà nói thế thôi thì mình cũng không thể nói trách ngày nay được. Ngày nay là chẳng qua là nó có một thời kỳ quá độ. Quá độ là chúng ta dùng như thế và chúng ta sử dụng hóa chất nó không đúng quy định thôi. Chứ còn luật của chúng ta nếu mà chúng ta sử dụng đúng luật nhé thì rất là tốt. Thế và trước khi thu hoạch sản phẩm thì ít nhất là chúng ta, ví dụ như chúng ta có dùng thuốc trừ sâu đi nữa nhé, thì chúng ta phải dừng trước khi thu hoạch phải ít nhất là 15 ngày để những tồn dư đấy nó được tiêu hao hết. Ta không lợn cho CP chẳng hạn, một tập đoàn của Thái Lan chẳng hạn. Đấy, thì bây giờ người ta bao hết đầu ra cho mình. Bây giờ đấy là một trong những mô hình mà mình có thể đầu tư hàng trang trại mình làm. Thế thì đầu vào người ta là con giống chẳng hạn, là 100% người ta cung cấp hết cho mình. Người ta có trại giống, người ta cung cấp hết con giống cho mình. Rồi thức ăn của nó, thức ăn của nó thì mình, người ta cũng cung cấp hết cho mình. Người ta có cái sản lượng nhất định, một con ăn bao nhiêu cân trong một ngày, nhân lên đầu con như thế người ta cung cấp cho mình. Thì đến kỹ sư nhé, các cháu đừng có nghĩ là đơn giản. Ví dụ như là một trang trại tối thiểu một vạn con thì người ta cung cấp cho mình một kỹ sư. Một kỹ sư đấy chỉ có thăm khám xem rằng là nó có bệnh gì không, nó ăn có đúng liều lượng không, nó có ngủ tốt không. Và để năng suất cao nhé, con lợn đấy nhé các cháu, khi một con lợn mới sinh ra người ta cắt, người ta buộc này tất cái đuôi luôn. Vì sao? Vì người ta tính cả rằng cái năng lượng calo mất đi khi con lợn nó vẫy đuôi. We also provide some courses of action based on what we have researched for the future. Both buyers and investors need to put high expectations of the product. Sometimes we need to be the good customer. Moreover, the propagating and clearly defining the level of production that is sustainable and not overexploited is an essential thing for every company. Additionally, governments should encourage citizens to use advanced technologies, change human activities and consumption, require a training period for each employee and have food safety monitoring before releasing them to the market. After evaluating the problem, we have our own perspective about the issues. So first of all, about my opinion, about my perspective. This is a difficult problem that cannot be solved immediately, but we found out that there are a lot of people out there in the government and different companies worldwide are trying their best to refresh the world and create the positive value for the agriculture industry. Definitely the greatest impact of the issue is that people have high demand every day, but the food price not fair with the wholesale man, because when it comes to the market, the price will be pushed up too high from the origin. In addition to that, the situation would be nearly impossible to change if people don't have a clear vision about it and the management don't have strict action.